thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam sẵn sàng ra thị trường. Nhiều hệ thống nhà thuốc lớn đã ký hợp đồng đặt mua thuốc kháng virus từ các công ty sản xuất của Việt Nam, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân. Thông tin Bộ Y tế cấp phép lưu hành 3 loại thuốc kháng virus có chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca đang tăng cao ở nhiều tỉnh thành, việc thuốc kháng virus đưa vào lưu hành sẽ góp phần giúp cho người bệnh có nguồn thuốc điều trị khi mắc bệnh. Hiện các đơn vị sản xuất thuốc kháng virus này cũng đang tăng tốc sản xuất, sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Tại đơn vị sản xuất thuốc Movinavir, không khí sản xuất đang khẩn trương hơn bao giờ hết. Đơn vị sản xuất thuốc Movinavir 200mg này cho biết, ngay khi bùng phát dịch, công ty đã trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất tại Ấn Độ để thực hiện các quy trình nghiên cứu, nhập nguyên liệu để sản xuất. Công suất hiện tại mỗi tháng, công ty có thể sản xuất trên 120 triệu viên một tháng và có thể tăng công suất. Cùng với đơn vị sản xuất thuốc Moravir 400mg, các công đoạn sản xuất cũng đang hối hả. Công ty cho biết với hơn 10.000 khách hàng là các nhà thuốc, khi được phép bán ra thị trường, công ty ngay lập tức có thể cung ứng. Việc thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam được cung ứng ra thị trường, theo các chuyên gia sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dân mua các loại thuốc trôi nổi, đặc biệt là góp phần ngăn chặn nguy cơ biến chứng nặng của các F0. Các đơn vị sản xuất cũng cho biết đã kê khai giá thành đến Cục Quản lý Dược Bộ Y tế. Cục Quản lý Dược cấp phép cho 3 loại thuốc gồm Moravir 400, hàm lượng Monopiravir 400mg, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất. Movinavir, hàm lượng 200mg Monopiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 6 tháng, do Công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekofa sản xuất. Monopiravir Stella 400, hàm lượng 400mg Monopiravir, dạng viên nang cứng, tuổi thọ 8 tháng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Stella Farm chi nhánh 1 sản xuất. Việc cấp phép cho các loại thuốc này có hiệu lực 3 năm từ ngày ký ban hành quyết định. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.